là một vùng quê khi xưa thuộc Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội 2, là nơi những cô gái nhân hầu là đẹp như ai, và có những chàng trai vừa có tài lại có sắc, khi gặp chuyện bất chắc sẵn sàng giúp chàng trôi. Cô gái đẹp ai ơi, khắp quê tôi đẹp lắm, khi ai ngồi ai ngắm cái say đắm tình người, cùng đi đến mọi nơi, cùng vui chơi huyện quốc, là do ta cùng bước đỉnh lịch sử. Nơi đây một vẻ đẹp ngất ngây, đỉnh so đây nhất xứ, kiến trúc đỉnh nghe thử, bốn mái tầng ba gian, bằng đá đẹp lan can với muôn ngàn họa tiết, câu chuyện kể truyền thuyết xây dựng thời vua Lê. Đến đây bạn khỏi chê, đỉnh so quê tôi nhất huyện, trước cửa hồ Bán Nguyệt ta mỗi mạch vòng cung, ai về hội chung là 8 tháng 2 âm lịch, còn quê ai xa dịch như 26 chợ so, là một vòng quanh co, là so quê tôi đẹp quá, miền so nhiều quá giá, với chất lượng lại đa dạng các loại miền rong sản xuất từ bên trong, theo dây chuyền khép kín với ngoài đồng lúa chín dưới nắng vàng tự nhiên. Tôi sao kể hết một miền làng so quê tôi đẹp lắm. Cách đó chỉ vài cây là ta tới chùa Thầy, vùng quê này du lịch. Ngày 4 năm tháng 3 âm lịch là khai hội nơi đây, ngôi chùa đẹp dựng xây đã từ thời vô lý, kiến trúc đẹp như ý, chùa hạ thượng, chùa trung, chùa hạ ở dưới cùng, thờ Đức Ông Hiển Thánh, cùng một tiên hình cánh dẫn lên núi Sài Sơn, chùa trung tầm cao hơn, thờ hai pho hậu pháp, cuộc lên cao tiếp giáp là chùa thượng đỉnh cao, thật đẹp chứa biết bao, thiền sư tử đạo hạnh, vách chùa thơ tức cảnh, tượng Bồ Tát Nam Mô, đường vào lối ai vô, sâu thẳm hang các cớ, chùa Thầy có ai nhớ, lau chiều là áo rồng nên thơ, áo rồng đẹp mộng mơ nên thơ hồ long chiều, câu chuyện có ai hiểu, Thủy Đình là Ngọc Viêm, là hình ảnh thiêng liêng, tạo chùa Thầy lịch sử. Ở cách đó không xa, đi bộ bước vài ba, lòng đầu chùa gần núi, đến đây chùa xin cúi, lại độ Phật bình an, dân chúng bớt gian nan với vô vàn may mắn, bước một đoạn đường ngắn, tới nhà khách chùa ta, nhà khách rộng bao la, bể cá vàng vào nơi chùa Long sân khấu, một mình quê yêu dấu, chùa Long đầu quê tôi, này bạn hỡi ai ơi, hãy về quê hương tôi nhé. Thực thì tôi không phải con người nơi đây, nhưng khi đến nơi này là lòng tôi ghi mãi, từ đức tính dễ dãi đến những người biết phân biệt đúng sai, từ thanh niên tuổi trẻ gái trai cho đến con người đã đầu hai thứ tóc, những đứa trẻ đang khóc cho đến thằng nhóc đã lớn hơn, tất cả mọi người đều biết ơn công sinh thành nuôi dưỡng, để đây bạn chiêm ngưỡng cái đẹp từ cảnh đến con người nơi đây, từ cảnh đẹp ngất ngây, từ đức tính thẳng ngay của con người Hà Tây cũ, bài giáp kể không đủ những thắng cảnh ngao du, vì cảnh đẹp phi vu, vì sang thu huyền quốc, dù có đi hết đất nước thì vẫn ngước lên cao và hỏi trời vì sao rằng có một nơi như vậy. Dù có đi hết đất nước thì vẫn ngước lên cao và hỏi trời vì sao rằng có một nơi như vậy. Dù có đi hết đất nước thì vẫn ngước lên cao và hỏi trời vì sao rằng có một nơi như vậy. Dù có đi hết đất nước thì vẫn ngước lên cao và hỏi trời vì sao rằng có một nơi. Oh,